hydrogen á nặng hay nhẹ hơn không không khí, thì nhớ m lớn của không khí là bao nhiêu đi? 29 dBc. Hoặc là bạn học chắc là gam chân môn quá. Ờ đúng rồi. Đúng không? Theo lớp bạn nha. Trời, rồi thì muốn biết thằng nào nặng hơn thằng nào á thì là tính đi. Thì nhớ công thức D. D gì? D lấy hydro. Sẽ không khí bằng m gì? M lớn H2 chia mk2. Không khí là K2 bằng H, người ta cho là 1 đó nha. Mấy? 2. Lấy 1 nhân 2. 2. Chia M không khí nhiêu? 2. M không khí, M lớn không khí bao nhiêu? 29. Nó viết dần dần đây mà nó còn ngồi nó còn mơ nữa. Tôi lỗi với lại để tính lát, ra. Lát trời. Lấy máy tính bấm ra lần. Chán nhiêu? Gì? Chuyển qua phân số 0.068. Không bước mấy? 068. Thấy số này nhỏ hơn 1 không? Ừ. Vậy cho thấy là hydro nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 0.68 lần. Kịp chưa? Đúng rồi. Ủa vậy xong rồi đó hả?